Nam bộ được cho ăn chảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ con lá đạt khoảng 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắt ra. Sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu cho đều, đổ thật đều, đủ ẩm thôi. Nó dùng thìa chuộng và đảo đều lên, đều lá lên. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài 30 phân, rộng 20 phân, hoặc bệnh nhân có thể là dùng một khăn sứ trẻ sơ sinh dài 20 phân, rộng 30 phân. Thầy thuốc hướng dẫn cách đắp khuôn vải xô trước, làm máu được sao, đổ rượu và trộn đều, rồi xúc cho tấm vải xô. Rồi dán mỏng nhé, dán mỏng đều tay, quấn vuông góc bốn cạnh, vuông góc bốn cạnh, mặt ngoài của lá bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông vừa kích thước của lá hoặc là một tấm giấy đặt mặt ngoài rồi ngửa mặt lá lên. Đây là cách đắp thứ nhất của nhà thuốc. Còn cách gói lá thứ hai, ta dùng một khăn sứ trẻ sinh, lấy kéo cắt một đầu ra, cắt một đầu ra, rồi mở miệng túi ra, xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Cách 1 với 2 cũng y chang như vậy. Ta dàn mỏng lá ra, dàn mỏng lá ra, gắn ngửa mặt lá lên, mặt ngoài ta cũng là nót bằng tấm vinh đông hoặc là một mảnh giấy cả mặt ngoài. Đây là hai cách gói lá và thuốc, bệnh nhân cứ chọn cách 1 và cách 2 cũng được rồi đắp vào vị trí bị bệnh. Đây là kết quả trên phim chụp của bệnh nhân, kết luận hình ảnh thoái hóa phình nhạy đi đệm N3, N4, thoát vị nặng đi đệm N4, N5 và N5, S1. Trên phim cộng hưởng từ thể hiện bệnh nhân bị thoái hóa cột sống và phình nhiệt đệm N3, N4 kết hợp bệnh nhân bị thoát vị đệm N4, N5 và S1. Hình ảnh phình nhiệt đệm và thoái hóa N3, N4 kết hợp bệnh nhân bị thoát vị đệm N4, N5, S1. Cơn đau của bệnh nhân lan xuống mông và mặt sau đùi. Bệnh nhân đau chủ yếu bên chân phải nhiều. Sau khi thuốc chăm phim, trước tiên nhà thuốc nắn và đắp thuốc kết hợp cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là cơn đau của bệnh nhân khỏi hoàn toàn và đi lại được bình thường. Làm sao kia? Hôm nay chị bao tuổi rồi? 33.
Chị đau bên nào nhiều? Như ngày trước thì nó cứ, nhưng mà bây giờ thì nó đau đều, đau hết à. Cái thắt này giặt lên xong là cái hai cái thắt này xong là đau giảm hết cả. Đau bên phải nhiều đúng không? Vâng, cái chân bên thường thì chân bên phải đau nhiều hơn. Dạ. Hình ảnh trên phim thì thầy em chỉ bị thoái cột sống nhé. Và thoát vị đệm là 45F1. Một đợt hai vợ chồng đều bị. Em là nó chỉ trước là chị nằm ra cho hai sau. Đau em rồi chị cứ bị thấy biết có chị tay là chị đau này mấy năm rồi? Thì đến gần 3 năm rồi. Gần 3 năm. Hôm nay chị bao tuổi? 3. 8 năm đúng không? Đêm thì đau về ngày nhiều, đau về tháng nhiều. Nó cũng chậm cừ ạ. Nhờ sao em đau nhiều không chị? Đấy, trước em cũng nên xem được cái anh cái đoạn mà đắp có đợt đắp đó, đợt đắp cho có một cái ông là. Em ơi, em ơi, hôm nay ghen đây. Bình thường đấy, bữa nay chụp làm tao má thì là nó được sao như này nhá, mặt ngoài của lá thì đặt một tấm ni lông và một miếng giấy báo miếng giấy được, thì trước khi đắp thì mặt tiếp xúc với lá đây thì nước đặt một miếng giấy được, hoặc có thể là dùng một miếng vải đặt lá đi. Giấy được vải nữa. Dạ, giấy vải rồi. Còn mặt ngoài thì mới đầu thì nên đắp bằng một tấm ni lông. Sau đó thì nó 50 ngày có thể là dùng mảnh giấy, mảnh giấy báo được nhé. Đặt mảnh mặt ngoài này. Rồi buổi chiều bệnh nhân tắm rửa bỏ ra sao lại nhé. Đắp vào. Ngày đắp thì 6 đến 8 tiếng. Đắp buổi tối thì nghỉ ngày, đắp ngày thì nghỉ tối nhé. Nếu mà không có thời gian đắp vậy, còn có thời gian thì mình có thể đắp cả ngày. Dùng gen cố định nán ạ. Chồng đều vậy này, vất vả phết. Nó còn nào thì xong rồi đấy. Anh đây chị ơi. Đúng một ghế nhá, chúng ta cắt thuốc. Anh bao tuổi rồi? Bao tuổi. Đây là kết luận.
của bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Văn Bình, 34 tuổi, chuẩn đoán đau thắt lưng. Kết luận là hình ảnh thoái hóa cột sống L4, thoái hóa thoát vị L4, L5 và L5 S1. Đây là kết quả trên phim cộng hưởng từ của chồng, thể hiện bệnh nhân bị thoái hóa cột sống L4, L5, S1. Kết hợp bệnh nhân bị thoát vị đệm L4, L5 và S1. Hình ảnh thoái hóa kết hợp thoát vị đệm chèn tủy sống rất là rõ. Bệnh nhân đau và nhức hai bên hông rất là nhiều. Cơn đau nan mặt sau đùi và tê xuống chân, đặc biệt là kheo chân và ngón chân cái. Hình ảnh thoát vị chèn tủy sống. Năm anh bao tuổi rồi? Hai anh chị bị cùng nhau thì đắp thuốc với nhau được cái gì đó. Anh đau bên nào nhiều? Đau cả hai bên. Hai bên thường đau bên nào nhiều hơn? Thường bên phải. Bên phải, bên này đúng không? Vâng. Đó. Nó tức cái. Anh bị trước thì là chị bị trước. Em bị trước. Nó chèn hết mà. Nhưng của em hồi mới đầu thì nó cứ đau cái kiểu tê tê các ống chân chứ nhỉ. Nhưng mà em uống thuốc một thời gian xong là nó lại quay ra đau cái kiểu đau nhức nhối, cái kiểu bứt rứt khó chịu, chứ nó lại không đau tê như trước. Xong là nắm lúc thì nó cảm giác nó tê, nó không thật chân, nghĩa là mình không đi không đứng được nữa. Nếu mà mình cố bước là mình sẽ bị dụi luôn. Bình thường thì cái đắp của anh cái gì của chị nhé là bó được đặt một tấm giấy lên trước, đặt lá lên mặt ngoài, nó cùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy được. Anh bị hóa cột sống L4 L5 L1 nhé, để mà thoát vị đẹp dùng gen cố định lại làm sao được. Nó giờ kéo nó hai chân đi mọt nhé. Vâng. Cách đây cũng một tuần.
là cái đầu gối bên phải ít cộng cái đau nhất này hay hay để nên đỡ tự nhiên lại một ít quỵ thì nó chèn nó chân mà. Hay là món đắp cho hai anh chị này xong rồi nhá, về nhà anh đắp ý xì này.